Các em học sinh lớp 9 yêu thích môn toán, nắm vững kiến thức cơ bản và đang mong muốn nâng cao kiến thức, tăng khả năng tư duy toán học để có thể đạt được kết quả tốt ở trường và các kỳ thi học sinh giỏi toán lớp 9. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không tham gia ngay vào khóa học online, toán nâng cao lớp 9 trên học247.vn. Khóa học sẽ được giảng dạy bởi tiến sĩ Phạm Sĩ Nam, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, với nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi toán quốc gia và sự trợ giảng của thầy Nguyễn Huy Hoàng, giáo viên toán học 247 sẽ cung cấp cho các em các phương pháp giải toán được trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu và dễ nhớ thông qua các ví dụ minh họa từ cơ bản đến nâng cao với đầy đủ các nội dung trọng tâm của chương trình toán nâng cao lớp 9. Khóa học được tổ chức theo từng học kỳ và bám sát chương trình học tập của các em ở trường theo chương trình nâng cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ở phần đại số toán lớp 9, thầy cô sẽ giúp các em nắm vững kiến thức về căn bậc 2 và các phép biến đổi, rút gọn biểu thức chứa căn, chứng minh bất đẳng thức, hàm số bậc nhất, vị trí tương đối của hai đường thẳng, hệ số góc của đường thẳng, một số bài toán về đường thẳng, hệ phương trình bậc nhất hai ảnh, phương trình bậc 2, định lý Vieques và ứng dụng. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, lập phương trình, tương giao giữa đường thẳng và parabol. Ở phần hình học toán lớp 9, thầy cô sẽ giúp các em nắm vững các kiến thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông, bài toán liên quan đến đường tròn, góc với đường tròn, tứ giác nội tiếp và phương pháp chứng minh, bài toán cực trị hình học, bài toán quỹ tích. Sau mỗi bài giảng, các em sẽ được luyện tập qua các bài tập tự luyện với các dạng toán được chọn lọc kỹ lưỡng kèm lời giải chi tiết, giúp các em có thể hiểu sâu lý thuyết, hoàn thiện kỹ năng và làm bài tập và rèn luyện tư duy giải các bài toán hay và khó. Các bài tập tự luyện sẽ được giáo viên trợ giảng sửa ở video tiếp theo sau khi các em đã học lý thuyết và hoàn thành các bài tập giáo viên giao. Kết thúc một số bài học quan trọng, các em còn được làm các bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ nhằm đánh giá chính xác năng lực tiếp thu kiến thức trong từng phần cụ thể, từ đó đánh giá được chính xác năng lực bản thân trong quá trình học. Đặc biệt, trong quá trình học nếu gặp bất cứ thắc mắc nào về bài tập hoặc mong muốn có thêm các tài liệu tham khảo, thì các em có thể tương tác trực tiếp với giáo viên trợ giảng thông qua phần hỏi đáp trong khóa học, gửi email hay chat Facebook để trao đổi và được giải đáp thắc mắc cho các em. Chúc các em có những giờ học bổ ích, hiệu quả và đạt được kết quả học tập tốt nhất ở các kỳ thi sắp tới.